các bạn, thì sau đây thì chúng ta sẽ vào phần 1, đó là mang tên, sợi đèn tin và các công cụ SEO tool. Thì cái phần 1 này tôi sẽ cho các bạn 4 cái bài tuyệt đỉnh, đó là thứ nhất đó là Google hoạt động thế nào, thứ hai các cách Google sắp xếp trang web, thứ ba các thuật ngữ trong SEO, thứ tư cài đặt SEO tool miễn phí, SEO web, SEO doctor, web developer và firewall. Thì đây là những cái thuật ngữ trong ngành, thì tôi sẽ chỉ rõ cho các bạn nó như thế nào và cụ thể là như thế nào. Thì sau đây thì chúng ta sẽ bước vào cái đầu tiên là Google hoạt động thế nào. Thì các bạn có thể là nhìn vào màn hình ở đây thì các bạn nhìn thấy là rõ, ở đây tôi chia thành 7 cái giai đoạn. Thì các bạn thể nhìn thấy nó trên màn hình đây, thì giai đoạn thứ nhất đó là kích hoạt. Thì Google nó sẽ kích hoạt một cái con robot. Robot này nó sẽ lên Internet các bạn đó. Thì robot này lên Internet làm gì các bạn? Cái đặt câu hỏi là như vậy đúng không? Đó. Thì Internet có những gì? À, có những website các bạn, có những trang mới hoặc trang cũ với những nội dung thay đổi thường xuyên. Các bạn đặt câu hỏi này, nội dung thay đổi thường xuyên là những cái nội dung gì? À, thì Phước ở đây Phước nói rõ một số bạn hiểu nha. Nội dung ở đây là chính những là những cái nội dung bài viết này, chính những cái hình ảnh, những cái banner, những cái bố cục web người ta gọi gộp chung vào một cái nội dung như vậy. Đó, như vậy đó. Thì các bạn dễ hình dung nha. Thì đặt ra câu hỏi thế này, robot là cái gì? Đúng không? À, ở đây là robot là một con, các bạn hình dung nó là một cái mã, đầu mã theo dõi website bạn đó. Thì nó sẽ lên Internet, sau đó nó vào từng cái website một, rồi sau đó nó sẽ truy vấn ra, nó truy vấn dựa vào cái gì truy vấn các bạn? À, nó dựa vào 200 yếu tố SEO để truy vấn các bạn. Rồi, thì trong những phần sau thì Phước sẽ đưa đến các bạn là 200 yếu tố là gì chứ các bạn nha. Thì ngoài 200 yếu tố này, Google nó đưa ra một số cái mặt hơn nữa, những cái gọi là hé lộ mà không có một ai biết hết cả, và chỉ tôi được sở hữu, và tôi sẽ cho đến các bạn một cách miễn phí, một cách hoàn toàn miễn phí hết các bạn. Thì sau khi mà chúng ta đang dừng ở bước 3 đúng không các bạn, đó là cái bước vào bò vào trang của mới này hoặc trang cũ và với những nội dung thay đổi đúng không các bạn. Đó, thì sau đó thì quay tao vào bước 4, đó là chúng ta đưa những cái website này về cái bộ máy của Google, là cái số bước 4 này các bạn. Thì ưu mà bước 4 làm gì các bạn? À, để Google nó sẽ truy vấn ra các bạn, nó truy vấn, nó xếp hạng ra các bạn. Thì ở đây các bạn thấy một cái chữ là chữ index đúng không, là .com này, .vn này, .cb các bạn đó. Thì sau khi mà đưa về như vậy đúng không các bạn, thì Google nó sẽ căn cứ vào một số thuật toán. Phước nói ví dụ điển hình thế này, nếu như cái thuật toán của các bạn Google đưa ra là gì, à cái đuôi mà đuôi .com này, đuôi .vn này, thì website đó nó sẽ tốt hơn so với một số đuôi .info, đuôi .co đúng không các bạn. Cụ thể các bạn đó, ví dụ như là các bạn đang SEO một cái ngành là ngành bên ngành mica đấy các bạn, mica đúng không các bạn. Thì cái ngành mica này là một cái ngành về bán sản phẩm đó các bạn. Thì nói chính xác là một website dịch vụ đó các bạn, dịch vụ đó, một website thương mại điện tử đó, một website thương mại điện tử. Thì cái site thương mại điện tử này đúng không các bạn, là các bạn nhớ kỹ nha, site thương mại điện tử này, cái site diễn đàn này, cái site về báo tin tức này, đó là những site khác nhau nha. Những site thương mại điện tử là những site kinh doanh dịch vụ hàng hóa được chưa các bạn, còn site diễn đàn là .info được chưa các bạn. Diễn đàn .info là những cái website chuyên đăng những tin rao vặt. Rồi cái site báo chí là bạn nhớ kỹ nha, là site .net đó. Thì những cái site như thế này các bạn đó, thì có những cái đuôi khác nhau. Ví dụ như site thương mại điện tử từ thường á các bạn, đó là .vn là một này, .com là hai này được chưa các bạn, rồi .com hoặc .vn là ba này được các bạn. Và nếu mà diễn đàn là .info, nếu mà báo chí á, cho ví dụ vn.net các bạn, vn.net nha, là .net. Thì Google nó sẽ căn cứ vào những cái đuôi chứ các bạn. Ví dụ như bạn cái sai bạn kinh doanh dịch vụ sản phẩm, à chỉ đuôi .com .vn nó sẽ trội hơn những cái đuôi khác đó các bạn. Thì dựa vào những yếu tố đó, nó sẽ sắp xếp cái sai các bạn trên cái nền tìm kiếm của người tiêu dùng. Sau đó thì bước qua một bước nữa, thứ năm các bạn, bước thứ năm là Google nó sẽ phân loại lưu trữ xếp hạng đúng không các bạn. Thì nó phân loại sau đó nó lưu trữ cho các bạn có toàn bộ đúng không các bạn. Ví dụ như tôi sẽ mở một cái ví dụ điển hình để bạn nhìn thấy luôn. Ví dụ như tôi Google các bạn, tôi Google thế này đúng không các bạn, tôi gõ một cái từ khóa là kệ mica, kệ mica đa năng đi các bạn, đó đa năng đúng không các bạn. Khi mà các bạn gõ từ khóa này đúng không các bạn, là các bạn hình dung trong đầu các bạn nha, là tôi đang nói về cái gì. À, có nghĩa là cái từ khóa là kệ mica đa năng, cái từ mà khách hàng gõ tìm kiếm một cái dịch vụ gì đó người ta gọi là từ khóa đó, như vậy đó bạn. Thì khi mà khách hàng gọi từ khóa như thế này đúng không bạn, là con robot này đúng không, robot này nó đưa về Google website thế giới mica.com rồi, hoặc là website dbbalist.com rồi đúng không bạn, hay là đưa về website là quảng cáo tài đa năng đúng .com đúng không bạn. Đó, đó là những website mà đưa về cái bộ máy Google, sau đó nó sẽ phân loại, nó dựa vào 200 yếu tố đó, 200 yếu tố sau đó nó sẽ sắp xếp sẵn rồi đúng không bạn. Và khi mà tôi hay bất kỳ các bạn gọi một cái từ khóa gì đó được không bạn, thì nó sẽ hiển thị sắp xếp sẵn sàng
cái nền tìm kiếm của Google đó. Ví dụ như tôi đang đọc kệ Mika đa năng không các bạn, đây đa năng, đây có sự là xíu rồi đa năng. Rồi, đa năng. Thì khi mà tôi gọi từ khóa là kệ Mika đa năng các bạn, thì cái website là dbb.risk.vn nó sẽ lên top các bạn. Đó. Rồi thế giới mika.com.vn nó sẽ lên top. Đó. Nó thứ hai là như các bạn. Thì ở đây các bạn nhớ rõ ràng là thông qua cái từ bước 1 đến cái bước số 5 này là robot nó sẽ lên internet, rồi sau đó nó sẽ vào từ sai một, rồi sau đó nó sẽ dựa những cái chỉ tiêu chí mà Phước đã nói là hai yếu tố, sau đó xếp hạng sẵn rồi xếp hạng. Sau khi mà xếp hạng xong rồi các bạn, thì cái việc mà cuối cùng đó là gì? À, cuối cùng đó là người tiêu dùng nó sẽ tìm kiếm là ở bước số 6, đúng không các bạn? Rồi sau đó bước số 7 là gì? À, Google nó sẽ trả lại kết quả cho người tiêu dùng. Đó là cái việc mà người tiêu dùng nó sẽ đó là có nghĩa là có cách hoạt động của Google thôi.